Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh trên địa bàn thành phố. Quyết tâm kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2024. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nhận được sự quan tâm tham gia của các cấp, ngành và thu được kết quả tích cực. Cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với những diễn biến hiện tại, xuất khẩu gạo trong năm 2024 được đánh giá là tương đối khả quan. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, năm 2024, xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi do thế giới thiếu hụt 5 triệu tấn gạo. Các quốc gia nhập khẩu gạo như Indonesia, Philippines vẫn có nhu cầu mua vào và Ấn Độ có khả năng sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Do đó, xuất khẩu gạo năm 2024 có thể mang về khoảng 5,3 tỷ đô la Mỹ. Hiện cũng là thời điểm nhiều doanh nghiệp đưa ra chiến lược xuất khẩu cho năm 2024, trong đó đẩy mạnh liên kết sản xuất gạo chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu, chủng loại gạo xuất khẩu nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhất là các thị trường khó tính, giá trị cao đang được ưu tiên hàng đầu. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 58 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng Hải về quản lý hoạt động hàng hải. Theo đó, dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải bao gồm vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập, gồm cả nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải, vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng, gồm cả báo hiệu chướng ngại vật, kiểm tra thường xuyên đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ luồng hàng hải, nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải, khảo sát, xây dựng và phát hành, cập nhật hải đồ vùng nước, cảng biển. Luồng hàng hải và tuyến hàng hải, dịch vụ cũng bao gồm việc khảo sát định kỳ phục vụ công bố cảng biển được giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải quản lý, thông báo hàng hải, nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng để đảm bảo độ sâu của luồng theo chuẩn tắc thiết kế. Các hãng hàng không cho biết đã thảo luận với Cục Hàng không Việt Nam để tăng tải các chuyến bay những ngày cận Tết năm 2024. Các hãng đã được xác nhận slot lượt cất hạ cánh tăng thêm vào ngày 18 tháng 1 sẽ tiếp tục đề xuất để chốt lại phương án bắt đầu triển khai bay. Các slot tăng thêm dành cho đường bay đang có tỷ lệ đặt chỗ cao cần ưu tiên bổ sung ngay tại ứng dụng như từ thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh. Theo danh sách cấp tăng slot, Vietjet dẫn đầu số lượng hơn 600 chuyến, Vietnam Airlines 102 chuyến, các hãng khác từ 42 đến 84 chuyến. Như vậy, việc bổ sung các chuyến bay này sẽ giảm phần căng thẳng về giá vé. Dù vậy, lãnh đạo thương mại của một hãng bay cho biết vé Tết đã bán gần hết, tăng thêm chuyến vẫn chờ hãng sắp xếp nguồn lực, trong đó là tàu bay. Theo Bộ Công Thương, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, sức mua dự kiến tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đảm bảo đủ nguồn cung thịt lợn, rau củ quả, các nhà bán lẻ đã chuẩn bị lượng hàng lớn. Tuy nhiên, không chỉ đảm bảo nguồn cung mà cả mẫu mã, giá cả hay các chương trình khuyến mãi cũng được chú trọng hơn trong dịp này. Đại diện Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ không để thiếu các mặt hàng thiết yếu dịp Tết. Bộ cũng sẽ có những đoàn kiểm tra liên ngành xuyên suốt để kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, giá cả hàng hóa thực tế và đăng ký, đảm bảo bình ổn thị trường. Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt, thủy sản, rau củ quả, bia, rượu, nước giải khát, bánh mứt kẹo trên địa bàn các quận huyện Hồng Bàng, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và Tiên Lãng. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại Home Farm thì luôn luôn được chú trọng và đặt lên hàng đầu. Công ty thì là đề cao công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các chuỗi cửa hàng trong hệ thống. Và công ty thì cũng được các cơ quan nhà nước
hỗ trợ kiểm tra trong quá trình thực hiện và hỗ trợ khắc phục những cái còn mặt còn thiếu sót. Cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao. Đây cũng là thời điểm các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trà trộn, đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, qua các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất, bên cạnh đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng. Trong cái dịp kiểm tra này ấy, thì một mục tiêu rất là quan trọng là chúng tôi tiến hành là một cái đợt tuyên truyền để cho các cái hộ sản xuất kinh doanh nâng cao về nhận thức cho đúng về các quy định pháp luật về an toàn an ninh thực phẩm, nhất là trong cái dịp mà phục vụ cho nhân dân đón Tết Nguyên đán và lễ hội. Theo kế hoạch, đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố sẽ kéo dài 23 ngày, từ ngày 10 tháng 1 đến hết ngày 1 tháng 2 năm 2024. Kết thúc, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ nhận xét, đánh giá việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, xử lý các vi phạm nếu có và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam vừa đồng ý thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, học viên nghỉ 8 ngày liên tục từ thứ Tư ngày 7 tháng 2 năm 2024 đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024, từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Tổ chức dạy học bình thường từ thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Các nhà trường chủ động bố trí thời gian dạy và học bù trong khung thời gian năm học 2023-2024 đã được ban hành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 64% số người thụ hưởng các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở khu vực đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Nhóm đối tượng nhận tiền qua tài khoản cá nhân nhiều nhất là người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tỷ lệ 98%, tiếp đến là nhóm đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần với tỷ lệ 94%, nhóm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có tỷ lệ nhận tiền qua tài khoản cá nhân thấp hơn, hiện đạt 47%. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân mang đến nhiều tiện ích. Người thụ hưởng ít phải đi lại, giảm thời gian chờ đợi, nhận về số tiền bảo đảm an toàn chính xác. Do vậy, để người thụ hưởng lựa chọn nhận tiền qua tài khoản, ngành bảo hiểm xã hội cùng các cơ quan chức năng, các địa phương tiếp tục tuyên truyền phổ biến về những tiện ích, đồng thời hướng dẫn người dân mở tài khoản. Năm 2024, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa theo các chuyên đề. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, các đối tượng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng vi phạm về xây dựng, lấn chiếm lòng đường, bảo đảm không gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của bản tin Hải Phòng hôm nay, ngày 20 tháng 1 cũng đã hết. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website thhp.vn hoặc các nền tảng số khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt.